Bất ngờ, Bão Ếch Xanh gây náo loạn cõi mạng với màn trổ tài Duchenne Dance Cover khiến dân tình trầm trồ. Tưởng đâu chỉ biết ăn rồi báo, Ếch Xanh nhà ta cũng có tài lẻ ra phết. Nhanh chóng bắt trend Flower đang hot dần dần top top. Ếch Xanh đã có màn Duchenne xuất sắc khiến cộng đồng mạng phải gật gù khen ngợi. Không chỉ chuẩn chỉnh từng động tác, Ếch Xanh còn sáng tạo với đạo cụ là nải chuối trên tay, kiểu nghệ múa quạt quả chéo. Trông rất ra gì và này nọ. Chưa hết, dường như anh ta đang có ý định dấn thân vào nghệ thuật khi tuyên bố dõng dạc muốn làm học trò của Binjet với màn trả bài cực kỳ nghiêm chỉnh. Thằng này ăn học đầy đủ thế này. Không biết thầy Bin xem xong sẽ phản ứng thế nào, chứ tôi thấy trên điểm trung bình là cái chắc. Hóa ra anh ta cũng có niềm đam mê nhảy múa HK từ lâu nay, thế mà không chăm chỉ tập luyện lại đi làm mấy cái trò gì đâu. Cứ thế này thì ai chẳng yêu chẳng quý phải không cả nhà? Bạn nghĩ sao về màn Duchenne nhảy nhót của Ếch Xanh? Comment ngay cho TV Chen được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.